cả mọi người nha. Thì hôm nay mình giới thiệu cho tất cả anh em bà con thêm một chiếc gọi là Isuzu Highlander. Bánh này, cái này chiếc này gọi là bánh gầm nha. Xe này là con gọi là bản thiếu. Đời thì rất là cao, đời 2009 luôn, nhưng mà giá chỉ có 205 thôi, 205 triệu thôi. Thì cái con xe mà 205 triệu mà anh em đang thấy cái giá nói chung là quá rẻ đúng không? Nhưng mà bây giờ sẽ cho bà con và anh em mình xem cái con 209 này nó có những cái gì, ưu điểm như thế nào, và xe nó có thể là nó có cái tính năng gì hay và đọc gì ha. Để mình trước khi mình giới thiệu chi tiết cái con xe này, bây giờ mình sẽ cho bà con đi quanh một vòng cái xe này để cho bà con mình ngắm cái xe này coi, xem anh chị em mình có cái cảm giác nào không nha. Thì trước tiên cái xe này là cái thùng, cái mình thùng này nó rất là mới tinh luôn. Xe này anh em nói chung là mới đại tu. Đại tu cái con xe này nói chung là khá là khẩm tiền ha, từ cái dàn sơn này, cho tới tem nè, cho tới bệ bức chân nè, bệ bức chân là của Isuzu Highlander luôn không. Và được cái là bốn cái mâm mới tinh ha, bốn cái mâm mới và bốn cái vỏ mới tinh. Xe này gần như là mới hoàn toàn, khoảng cỡ từ 80 hay bà con, tới 80%. So với cái con xe này thì mình thấy là nó là động cơ dầu siêu tiết kiệm luôn. Anh em bà con nào mà ở vùng quê miền Tây, thôn quê ở nơi hẻo lánh, nếu mà mình cảm thấy ví dụ như là thích hợp với con xe này thì hãy đến trực tiếp ô tô van xem, để coi nó như thế nào, để có thể là mình đưa nó về ha, chạy gia đình. Đây là cái gạt mưa phía sau thôi. Xe này là biển số 62A137 63. Thì cái con xe này á, là hồ sơ là ngay chủ nha, đã được chủ người ta ký ủy quyền cho Pháp Anh rồi, cho nên là Pháp Anh sẽ ký ủy quyền cho bà con, cho nên là bà con đừng lo, cái này là Pháp Anh lo cho bà con ha. Thì xe tem nè, tem mình thùng rất là thẳng, thì mình có nói về bốn cái vỏ là mới tinh ha, không có một cái nào mà nó sai hết. Kể cả cái chụp này mình cũng đầu tư, cái chụp này rất là mắc tiền ha, một cái chụp này rất là mắc, không phải là rẻ ha. Bình thường mà con đi mua là phải từ 8-900 ngàn một cái, nhưng mà bên mình mua cái số lượng nhiều cho nên là rất là rẻ, cho nên là anh em bà con khỏi phải tốn cái này ha. Nhiều chỗ nó không có mua cái chụp này, người ta sợ tốn, người ta mua cái inox ốp vô, còn mình đây là mình làm luôn. Và cái trong, cái lồng trong, lồng đỏ ở trong này, gọi là cái tăng bua, là mình cũng cho anh em sơn luôn. Đó là bốn cái vỏ, là bốn mờ vỏ mới nha, vỏ này là mới khoảng 90% nha nè, chứ không phải là 70 hay như thế nào nha. Còn gầm bệ mình cho anh em kiểm tra luôn, không có một tiếng mục nha, cho nên là anh em bà con chỉ cứ về là đi thôi. Đó, về cái gầm bệ này nhìn thấy không, rất là tốt. Đó, cái vỏ này nhìn thấy mới luôn hoàn toàn ha. Có cái vỏ này cũ nè, cái vỏ này còn khoảng cỡ 70-75% hơn em hơn. Đó là 2-3, về tổng cộng là cái xe này là 1-2-3 cái vỏ mới ha. Có một cái vỏ nó còn 70% thôi nha bà con. Thì anh em bà con nhìn thấy, đứng từ xa nhìn thấy không, cái xe này cái mình thùng nó rất là thẳng. Xe này thì anh em nhìn thấy không, nó là một cái dòng xe 8 chỗ ngồi ha. 8 chỗ ngồi, xe này bà con có thể mua và chạy dịch vụ được. Nếu mà thành phố thì mình khuyên bà con đừng nên mua, tại vì thành phố thì mua xe này về chỉ không cạnh tranh nổi đâu. Thành phố thì mình phải mua Fortuner hoặc Innova. Còn ví dụ như là mình ở một cái vùng thôn quê, hay là mình mua về để mà mình xài ha, mình sử dụng, ví dụ như là mua về đi gia đình rất là ngon. Rồi cái tính năng ha, về cái nguyên liệu nó là chạy bằng dầu ha bà con ha, chạy bằng dầu 209 thì bà con biết đấy, 209 thì nó chạy bằng dầu, mà nguyên liệu dòng này ha, máy móc có turbo nữa, cho nên là siêu tiết kiệm. Cái ốp gương này là được bên Pháp Anh là anh em lên luôn ha, lên luôn. Rồi về phần đầu nó như thế nào ha, phần đầu xe thì anh em dán cái chữ Discovery màu vàng luôn, màu vàng luôn ha. Isuzu đèn mắt xích ha, đèn mắt xích luôn anh em, dưới này có đèn luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi vô cái phần động cơ cho anh em xem luôn nha. Trước khi mình vô phần động cơ, mình đề máy luôn ha, mình nhấc capo lên cho bà con xem. Thì anh em bà con nào muốn xem cái con này, hoặc là muốn mua cái con xe này, hoặc là đang có xe muốn đổi, hoặc là muốn nâng cấp cái dòng xe mình lên, hãy đến trực tiếp ô tô Pháp Anh tại khu vực Phú Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai. Hãy gọi theo số điện thoại 077 55 222, hoặc là vào Zalo, có thể là lướt web trong đó, có thể là hỏi, có thể là bên mình sẽ có người nhân viên trả lời cho bà con. Thì bãi xe của anh nằm ngay trên quốc lộ 20, từ cái bao dây về hướng Lạt 60 cây số nha bà con. Thì bây giờ mình sẽ cho bà con xem cái con xe này về cái động cơ ha. Kèn kêu rất là to. Máy nổ mình cảm giác là có ăn thua đấy. Nói chung là với con xe này mà máy nó nổ mà âm đèn thì sao, cặp đèn còn mới ha, cặp đèn còn đẹp nha bà con, không có cần phải thay, không cần phải làm gì hết.
em cho em đưa sát camera đây cho khách coi cái đèn luôn đó, để cho ở xa bà con có thể là xem biết được là pháp anh nó nói như thế nào ha. Thì mấy ngày hôm nay bà con thấy mình cũng ít lên hình đúng không, tại do mình đi Sài Gòn mình kiếm mấy cái bãi xe, mình đang tìm ở một cái bãi xe rất là lớn mà chưa có cái nào ưng ý hết. Các bạn nhìn thấy không? Dòng này là dòng turbo nha, 2.9 nha. Nhiều người cũng ngỡ ngỡ kêu là tại sao mà cái loại này mà nó có 2.9 nha, cũng rất là thắc mắc, rất là suy nghĩ. Về phần đây anh em nhìn thấy không, đây là cái mát tem của Isuzu ha. Isuzu là riêng với cái còn cái này ha, chứ còn nhiều chiếc là nó sẽ hư hết rồi ha. Còn cái tấm này thì nghĩ là tấm mới, người ta mới làm thôi, không có sao đâu ha. Rồi về cái phần máy ha, thì bà con ha, về phần máy mà con nhìn thấy không, cái cục này là cái bơm dầu nha bà con, cái bơm dầu ha. Ở đây là con heo dầu ha, cái con heo thẳng và heo côn ha bà con ha. Khi mà mình cảm thấy nó gần hết, đây lúc nào nó cũng có cái lượng max nữa ha, mình cảm thấy nó gần hết thì mình ngưng hoạt động ha, là mình sẽ đổ châm cho thêm. Đây là cái turbo nha bà con, cái turbo. Còn cái ống này mà khi anh em thấy nó có nước ha, khi mà mình đang chạy máy lạnh mình thấy có nước thì nó là cái dòng máy lạnh này nó có vậy, cho nên là bà con đừng có suy nghĩ tới nó, không sao đâu. Động cơ rất là nổ, rất là êm luôn. Máy này con này thì nếu như máy nó còn khoảng có 75-80% không có độ hơi gì đâu, anh em mua về là anh em đi thoải mái lắm. Đừng thì nó sốc. Đây là cái bình phòng máy tinh đó anh em ha, máy tinh. Ở đây là cái con máy lạnh anh em ạ, máy lạnh ha. Máy lạnh thì tất cả những cái gì trên này mình kiểm tra hết rồi, cho nên là anh em bà con nào muốn mua hoặc là muốn đến xem thì có thể, còn không tin tưởng bên ô tô Van có thể dẫn thợ tới xem thôi, để hai bên có thể là sẽ xem và coi những cái chiếc xe này như thế nào để mang về đi gia đình cho thật tốt ha. Chứ mình không muốn là tin tưởng Van quá là mua con xe rồi về ví dụ như nó hư, đang đi trên đường mà hư này hư kia thì kêu pháp anh lừa hay thế này thế kia, hoặc là kêu pháp anh đã biết mà không nói. Thực sự một con xe ô tô mình cũng như bà con thôi, mình chỉ biết là biết ngay cái tình trạng bây giờ thôi, biết ngay bây giờ thôi, chứ còn thật ra khi mà con về mà con đi, thời gian mà con đi thì mình cũng chưa biết nó đổ bệnh như thế nào. Cho nên anh em mà con đừng có nói những cái câu nói đó, nói chung là làm cho hai bên nó không hay. Tại vì một con xe khi mà mình bán ra mình kiểm tra rồi, máy móc không đổ hơi nè, chạy bình thường nè, mặt đàn bánh mình kiểm tra tất tật hết rồi, khi trên đường vô tình mà con đi trên đường thì vô tình bánh nó nổ nè, hoặc là mặt đạn nó kêu nè, hoặc là máy vô tình đứt dây cô ra, cái đó pháp anh không bảo hành ha. Tất cả những cái đó không bảo hành, mà đứt dây cô ra thì sao, nó phải phá cái máy mà banh cái máy thì bà con phải tự bảo hành, chứ còn pháp anh không bảo hành cái đó nha bà con. Cho nên là pháp anh chỉ bảo hành về cái động cơ thôi, ví dụ như đang chạy bình thường như vậy nó bị đổ hơi thì pháp anh bảo hành, còn ngoài đó pháp anh không bảo hành một cái gì hết. Cho nên bà con và kể cả phần sơn này, vô tình bà con chạy bà con bị cái cành cây nó quẹt, hay là bà con quẹt trúng một cái gì đó nó chảy cái sơn, thì bên mình cũng không bảo hành luôn, cho nên là anh em bà con cũng thông cảm nha. Thì bây giờ mình cho bà con xem cái phần cốp sau của xe. Sau phần cốp thì mình sẽ cho bà con đi tới cái phần xe này thì đang có cái loa, cặp loa zin đầy đủ hết ra anh em không? Tất cả những cái viền xung quanh xe là chỉ nẻo còn zin nguyên. Cái xe này nói chung là bà con mà mua cái giá 205 triệu thì em nói bà con quá hời đó nha bà con, quá hời. Anh em mà mua được cái xe này thì mình nghĩ là anh em đi thì rất là sướng luôn. Cái loa zin theo xe, loa này là loa có côn bên trong, loa nói chung là rất là tốt luôn. Thì với con xe này thì anh em mà muốn mua thì hãy đến trực tiếp ô tô anh, đóng rất là nhẹ thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho bà con xem cái cửa sau bên lơ luôn ha, để cho anh em xem ngắm cái con xe này như thế nào. Thì bây giờ mời bà con vô phần nội thất. Dòng xe này là 7 chỗ ngồi rất là rộng luôn. Dòng xe này 2 dàn lạnh, anh em nhìn thấy bên trên trần luôn. À, nó có cái dàn lạnh này. Khi anh em và bà con đi ở trên đường vô tình mà cảm thấy nóng thì nó là một cái là hữu hiệu nhất cho chiếc xe của mình. Còn đây là cái hộp tì tay để có 2 cái ly ha. Ghế da rin thôi xe mình cũng bọc luôn, nói chung tất tật mình làm hết rồi. Khi anh em mà mua xe này về thì không phải làm gì hết không bà con, rất là tiện. Nói chung là xe này mình có thể là gấp lại đi lên ngồi bình thường không bà con. Giờ mình sẽ đi lên cho bà con xem coi cái tư thế ngồi cái xe này nó có chật chội không nha. Có nhìn thấy không, khi mà mình ngồi mình cảm giác nói chung là rất là vừa khít, kể cả cái chân mình nó dài như thế này nè, mình ngồi cũng vừa, cũng không có đến nỗi mà cảm thấy nó ngợp. Tiết xung quanh thì nói chung là mình cũng cho anh em gia cố rồi. Nói chung xe này bà con mua về đi Tết thì khỏi phải lo. Dòng này 100 cây ha, 100 cây tiêu thụ nguyên liệu nó khoảng cỡ 6 lít tới 7 lít thôi,
không hao nha, tại cái dòng này máy nó còn chuẩn, không hao. Còn mà con mua gặp những cái con ô tô ví dụ như là như thế này mà động cơ lỗi hoặc là động cơ nó sẽ bị những cái gì thì bà con sẽ bị chạy là sẽ rất là hao xăng, cho nên là bà con hãy khi mua những cái con xe loại này thì bà con hãy để ý về cái máy, cảm thấy máy mà đổ hơi thì bà con không nên mua. Về những cái chi tiết ví dụ như là phần chỉ của mấy cánh cửa, bà con nhìn thấy không, chỉ của nó nói chung là rất là chuẩn nha bà con, nên nhìn thấy không? Rất là chuẩn. Đây là những cái cao su chống dằn nó đầy đủ hết nha bà con, tấp bi tấp lô, còn cái này là zin theo xe ha, những cái xe mà còn zin nó mới có những cái thế này. Và chiếc xe này được chủ người ta dán chống nóng hết rồi, cho nên là khi anh em mà con đi là mình ngồi trong là cái cảm giác mà nóng nó sẽ không có ha, chỉ có cái này. Và những cái đinh bấm của hãng con nhìn ha, bà con biết nhìn thấy rõ không, chứ em là bên ngoài thì nhìn thấy rất là tốt, do mình đang dùng cái điện thoại cùi bắp mình quay, cho nên là bà con coi nó cũng không được chuẩn như những cái camera. Nhưng mà mình muốn cho nó thật chuẩn như vậy ha, tại vì mình dùng cái điện thoại mình quay thì nó sẽ lộ ra những cái điểm xấu của xe là bà con coi rất dễ, còn mình dùng máy quay chuyên nghiệp nó sẽ lấp đi và nó sẽ giấu với những cái điểm xấu của xe, cho nên là khi bà con nhìn cái video của bên Pháp Anh đó, bà con nhìn thấy không, nó rất là thật, bà con nhìn thấy không? Ví dụ như kể cả những cái này nó có cái xấu là nó xấu, nó sẽ hiện ra hết tất cả luôn, thể hiện lên trên cái xe bà con nhìn là bà con thấy. Đồ đạc trong xe quá trời này. Màn hình nè, bà con nhìn thấy không? Cái màn hình này là màn hình 7 inch ha. Anh em gắn cái màn hình 7 inch luôn. Cái này nói chung là cái màn hình này mà mình đi mình cắm USB đi ha, mình nghe nhạc, nói chung là đây, welcome ha. Welcome. Màn hình rất là lớn. Mình giải trí luôn, M5 luôn. Nói chung là có thể là bắn. Mình bắn cái hình từ cái điện thoại này qua cái đầu này luôn ha, cho nên là anh em mình đi mà mình giải trí thì rất là chuẩn luôn, khỏi phải mua tốn kém thêm những cái phần gì hết ha. Và cái trần này là bằng là da rin theo xe ha, chưa có bọc. Mấy cái da rin theo xe mình nhìn cái mí nối là mình biết ngay ha, chứ không phải là da, không phải là xe được bọc lại ha. Về phần hộp tì tay, hộp tì tay thì anh em nhìn thấy còn rất là tốt luôn. Thêm có cái xe nó còn những cái này hầu như là nó sẽ bị hư hết. Số rất là chuẩn luôn. Xe này thì mình cảm thấy là chưa có cái remote từ xa sao ha, là mình thấy có mỗi cái chìa khóa thôi, cho nên anh em mình nhìn thấy không, mà cái dòng này đề rất là dễ nổ anh em ơi, nổ liền ha, một phát một ha, mà con để một tuần thì em đảm bảo một là không có phải dòng nhiều ha. Và không gian xe này cảm giác rất là rộng, mình ngồi nó thoáng ha. Cái thời mà mình chưa có ô tô là mình đi cái xe này mình cảm giác rất là sướng và thích luôn. Cái này là mấy cái tem theo xe thôi, cái đó mình cũng không quan trọng, tại cái xe này mình cũng là mới làm hết rồi, cho nên là khi bà con mua là bà con nhìn thấy là bà con cũng biết. Cái chân cản của này là zin theo xe nó mới có này, ngoài ra hàng lô nó sẽ không có ha. Khi bà con đến ô tô Pháp Anh bà con mua con xe mà thì bà anh cũng kiểm tra và cũng cố làm không 10 thì cũng phải đoạt được 70-80% cho bà con, chứ không phải là mình làm sơ sài để mình giao bà con, bạn giao bà con ha. Con nhìn thấy cái đường chỉ, nói chung là xung quanh xe không có cái dấu hiệu nói chung là bị tai nạn không, va quẹt thì phải có rồi, mấy cái xe này nói chung là xe đi trên đường thì hầu như sẽ có, nhưng mà chiếc này nó cũng còn khá là chuẩn. Thì với những cái mẫu xe như thế này á, thì như cái chiếc xe này bà con, thì cái vô lăng tay lái thì nó là vô lăng 4 chấu, cái km thì là 240.000, nói chung là một xe máy dầu thì 240.000 thì cũng khá là ít so với những cái con xe mà bà con được biết. Thì với chiếc xe máy dầu này thường thường là người ta chạy rất là nhiều và rất là phổ biến, cho nên là người ta có thể mua chạy dịch vụ trước đây, nhưng mà được cái con này mình nghĩ là xe gia đình người ta đi, cho nên là mình cảm thấy là cái xe nó còn rất là chuẩn với cái tiêu chuẩn xe máy dầu mà lại tiết kiệm nữa, cho nên là mình có thể mua về đi gia đình ha anh em ạ. Thôi mình chắc cũng kết thúc video. Anh em bà con nào muốn mua cái xe này thì hãy đến trực tiếp bên ô tô Pháp Anh để trao đổi ha. Bà con có thể nếu mà mình có cái xe, những cái xe mà đời thấp hoặc là những cái xe mà cảm thấy mình không ưng ý thì mà mình đang thấy Pháp Anh quay con xe này mà cảm thấy đẹp ngon ha, mình lên mình đổi liền nha. Thôi bye bye, let's go.